Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu, Tết Giáp Thìn, vượng duyên, nhiều tiền. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 cho biết, đây là tháng Tết, nam mạng người tuổi Sửu cực vượng duyên, còn nữ mạng tuổi Sửu thì khá sóng gió nhưng vượng về sự nghiệp. Sự xuất hiện của Thái Dương đem tới cho người tuổi Sửu ánh nắng ấm áp, sưởi ấm năm mới, giúp bạn tràn đầy hứng khởi và đón nhiều cát khí về nhà. Thêm nguyệt lệnh lâm dưỡng nên người tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào vận trình của mình. Tháng này là tháng cải thiện địa vị của cải và quyền lực. Điều này có thể tác động tích cực đối với việc bạn đang kinh doanh, tự kinh doanh hay những người đang đi làm. Năng lượng của bạn dồi dào, tràn đầy sinh lực và không cảm thấy mệt mỏi. Những chú trâu đón năm mới bằng tinh thần vui vẻ, hân hoan, vẻ mặt rạng rỡ cùng nụ cười trên môi, đầu xuôi, đuôi lọt. Tháng 1 âm lịch hứa hẹn đem tới khởi đầu hoàn hảo cho bạn. Sức chịu đựng khó khăn, tinh thần ngoan cường của con giáp này cũng tăng lên khá nhanh nên bạn không sợ thử thách đến với mình. Mọi khó khăn tìm tới chỉ là bàn đạp giúp bạn đi tới thành công nhanh hơn mà thôi. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 cho con giáp người tuổi Sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của con giáp người tuổi Sửu cho biết, công việc vất vả trong năm vừa qua khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi và có chút thiếu kiên nhẫn. Xét về mặt công việc thì bây giờ là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một công việc mới. Bởi lâu nay bạn không thể ngồi yên và đã có cảm giác thôi thúc từ lâu. Bây giờ là lúc bạn có thể mạnh dạn tìm việc, tìm cơ hội, tìm được vị trí phù hợp với mình. Có thể tìm được một công ty ưng ý và hạnh phúc như cả gặp nước. Người tuổi Sửu sẵn sàng giải quyết các vấn đề và có thể lần lượt tạo ra những bước đột phá. Tuy nhiên, trong quá trình đó, bạn sẽ thấy xung quanh dường như không có ai giúp đỡ mình, hỗ trợ mình. Nhưng có thể bạn đang chiến đấu một mình. Không sao cả, không mang nợ ơn của ai thì sau này bạn đỡ phải trả nợ. Cử độc lập và kiên cường chiến đấu, dẫn đầu công việc có phần khá mệt mỏi, nhưng ông trời có mắt, người có công thì trời không phụ. Khi bạn tự tay giải quyết mọi việc, quý nhân sẽ dần xuất hiện để giúp đỡ bạn, đồng thời bạn cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm từ họ và dần dần trưởng thành hơn. Tháng mới không ai có thể ăn hiếp và chèn ép bạn trong công việc nữa. 2. Luận về phương diện tài chính. Thành thiếu niên người tuổi Sửu khi bước sang tháng Bính Dần này kiểm tra tiền nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng. Nhiều người cứ tưởng như đã mất mối làm ăn tốt, nhưng sang tháng này lại bất ngờ nhận được những mối làm ăn lớn và có tiền về túi đều đều. Thu nhập của bạn trong tháng Tết cũng khá rủng rỉnh và không phải lo nghĩ nhiều, ít nhất cũng đủ để tiền lo cho bản thân và biểu cho gia đình, không phải ngửa tay mượn tiền của người khác. Một năm qua, bạn vất vả trắc góp và đây là lúc bạn được hưởng thụ. Đặc biệt đối với những người làm việc hoặc làm việc theo chế độ trả lương theo giờ, trong tháng này sẽ có cơ hội tăng cường làm thêm giờ và có thể nhận được mức lương tăng ca đáng kể. Chỉ cần bạn chăm chỉ, tài chính của bạn sẽ không thua kém bất kỳ con giáp nào trong tháng Bính Dần này. Đầu năm hơi tốn tiền cho quà cáp, lễ chùa, sắm sửa, biểu diễn, nhưng người tuổi Sửu không tính toán thiệt hơn. Bạn quan niệm cho đi sẽ nhận lại nên không suy nghĩ nhiều. Nhờ phước phần của bản thân nên lộc lã cũng được mở rộng hơn hẳn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Nam mệnh người tuổi Sửu vượng duyên hơn nữ mệnh. Nếu nam mệnh mạnh dạn tỏ tình với người mình thích thì tỷ lệ thành công cực cao. Ra Tết có người kề vai sát cánh cùng mình. Chỉ cần bạn sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ những người bạn mới, bạn sẽ dễ dàng thu hút được người mà bạn trò chuyện, sẽ phát triển tình cảm của hai tiến triển một cách nhanh chóng.
đối với nữ mạng tuổi Sửu, đôi khi hơi khó tính và thấy khó chịu trong người, nên thường xuyên tỏ thái độ không mấy vui vẻ với chồng con, cha mẹ, khiến gia đình căng thẳng. Mọi người đang rất nhẫn nhịn và thông cảm cho khó khăn của bạn đang gặp phải, bạn hãy hiểu cho họ. Cuối tháng 1 âm lịch còn giáp người tuổi Sửu sẽ nghe thấy những tin đồn phong phanh không mấy tốt đẹp về bản thân, nhưng bạn cũng không mấy quan tâm và cũng không ảnh hưởng nhiều. Người tuổi Sửu tâm niệm, ai nói người ấy chịu nghiệp, bạn cứ nhẫn nhịn cho nhà cửa và bản thân được êm ấm. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Đầu năm đi chúc Tết nhớ hạn chế rượu bia và nói không với say xỉn nếu bạn là người điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên thường xót cho dạ dày của bản thân, đừng nạp nhiều đồ chiên rẽn và ăn thêm nhiều rau củ quả nhé. Sự may mắn về tài lộc sẽ ảnh hưởng bởi sức khỏe. Ham muốn thành công mà bỏ bê cơ thể, bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Người tuổi Sửu làm gì cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình đầu tiên, đừng chủ quan. Đầu năm các bệnh cũ của con giáp này trong năm ngoái rất dễ tái phát do ăn ngủ không điều độ nên không được lơ là. Có bệnh thì nên đi khám càng sớm càng tốt để càng lâu càng tốn tiền điều trị. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 1 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương khẩu quyết. Công việc có tiến triển tốt, tình thế dần thay đổi. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu cà phê, màu vàng. 2. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô khẩu quyết. Làm ăn kinh doanh dễ thở hơn, bạn có thái độ sống khá tốt. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương khẩu quyết. Gia đạo đón thêm tin vui đầu năm mới. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu cam, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm khẩu quyết. Hãy cởi mở với những người xung quanh, tốt xấu đều hoan hỷ cho qua. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thân, tuổi Dần, màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng kim. 5. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô khẩu quyết. Chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên uống rượu bia khi lái xe. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu xám, màu tím.